Vài ngày trước, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video ghi lại hình ảnh một ông lão đang kéo một chiếc xích sắt cực to, giằng co mãi với chó cưng của mình vẫn không thể kéo nó ra khỏi nhà. Ngỡ rằng thú cưng phải là một con chó vừa to lớn khỏe mạnh, vừa hung dữ khó bảo. Chẳng ngờ kết cục lại hoàn toàn khác. Sau cuộc giằng co, chó cưng cũng lộ mặt. Thế nhưng khác với tưởng tượng của tất cả mọi người, nó không phải là một con chó to lớn hung dữ. Ngược lại là một con chó nhỏ xíu, chính xác là chó con. Duy chỉ có tính ngang ngạnh bướng bỉnh, không chịu nghe lời là có thực. Sự xuất hiện đầy bất ngờ và siêu dễ thương của chú chó con khiến nhiều người không khỏi bật cười vì sự ngạc nhiên và thích thú. Được biết, sau đó người quay đoạn clip cũng lên tiếng giải thích. Xích sắt mặc dù trông rất to và nặng, nhưng thực tế đó chỉ là một sợi xích giả làm bằng nhựa nhẹ như xốp. Khi gặp phải những con chó to lớn và hung dữ, không ít người sẽ hoảng sợ choáng váng. Do đó, để tránh những trường hợp rủi ro, những nhà có chó dữ thường hay treo biển cẩn thận chó dữ và dặn dò mọi người khi đi ngang qua thì phải cẩn thận. Điều chưa biết sau bức ảnh em bé khóc bên chú chó bị thui vàng. Ngay sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, bức ảnh bé gái ngồi khóc bên cạnh chú chó bị thui vàng tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa. Tung tích về bức ảnh cảm động này đã dần được hé lộ. Sau khi bức ảnh được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, một tổ chức bảo vệ động vật ở Pháp muốn tìm chủ nhân của bức ảnh để trao đổi về vấn đề tác quyền cho một chiến dịch kêu gọi ngừng ăn thịt chó. Đặc biệt, bức ảnh cũng được kênh BBTV của Thái Lan đăng tải và nhận được rất nhiều chia sẻ bình luận. Ngay lập tức, thông tin về chủ nhân của bức ảnh đã được tìm hiểu. Trên trang cá nhân của Vi Thảo Nguyên, một cô gái khá nổi tiếng trên các diễn đàn bảo vệ động vật và từng cứu hàng ngàn con chó mèo bị bỏ rơi, đã chia sẻ thông tin về tung tích của bức ảnh trên. Được biết, chủ nhân của bức ảnh cảm động này tên là Bờ, người chú của bé gái và cũng là người đã trực tiếp chụp ảnh cô bé. Theo như lời chủ nhân của bức ảnh kể lại, vào sáng thứ bảy tuần trước, khi cô bé vừa ngủ dậy, bước ra ngoài sân thì thấy chú chó, người bạn thân thiết của cô đã bị giết, nên cô bé ôm chú chó khóc nức nở. Sau đó, chính Bờ đã dùng điện thoại di động để chụp lại khoảnh khắc này. Vì cô bé khóc mãi mà không thôi, nên Bờ đã phải đi mua bánh để dỗ em bé. Bờ cũng cho biết thêm là cô bé rất yêu chó và không ăn thịt chó từ trước đến nay. Đến tận bây giờ, cô bé vẫn nhớ chú chó của mình. Gia đình đã phải mua lại cho cô bé một chú chó khác. Sau khi biết được thông tin về bức ảnh, Vi Thảo Nguyên đã chuyển thông tin của chủ nhân bức ảnh cho tổ chức bên Pháp để họ có thể liên hệ trực tiếp về vấn đề tác quyền cho một chiến dịch kêu gọi ngừng ăn thịt chó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!